Hi, chào mừng các bạn đã trở lại với mình. Thì hôm nay mình sẽ cùng trở lại cái úi rồi. Mình sẽ cùng trở lại tựa game đột kích nhé. Thì hôm nay mình sẽ làm cái con súng tên là FN4. Khẩu này thì ra cũng khá là lâu. Ui giời ơi, u đen. Khá là lâu luôn rồi đó. Đó là từ 4 năm trước cơ, nhưng mà ở bên chỉ bên đột kích Trung Quốc thôi. Từ cái thời mình còn học cấp 2 á. Đã có rồi. Không ít thế. Thì khẩu này nó tại vì VTC nó không có chịu cập nhật gì á. Ai cũng nghĩ là nó mới nhưng ra nó quá cũ luôn rồi. Và nói tới cái độ khấm của nó thì cũng thôi rồi. Nó cũng không phải thực sự nó khấm tại vì nó rất là mạnh. Bị cái nó nạp đạn rất là lâu và bắn rất là chậm. FN4. Một khẩu súng đến từ Mỹ nha mấy bạn. Xài đạn 7.62. Súng này từ thời thì có từ cái thời chiến tranh Việt Nam cơ, nhưng mà ít người cầm lắm. Bây giờ thì chắc là chỉ có lính Pháp ấy, người ta xài nhiều. Trời ơi, nó rất là mạnh nhé, mà với điều nó giật chậm, nạp đạn lâu. Thôi chứ mình lâu lâu mới trở lại trò này mà. Nên có gì gà cũng đừng chửi mình. Rồi ông kia mang súng máy vô luôn. Mấy thằng đi nào bắn ghê quá. Khó bắn lắm. Ui ơi, nghe rồi. Ui, nó thấy mình rồi. Quái. Đứng gần nó bắn một phế nữa. Gặp TMB đi thôi. Lâu lâu cái đột kích nó giật giật nha. Kỳ lạ. Ôi. Ai trời khói thế. Xui chưa. À. Bắn hơi gà. Sau một máu. Giết nữa. Chưa. Cho tha đi trời. À cây này nó đang bán ở trong cửa hàng nhé. Đang bán trong cửa hàng. Chỉ 36.000 GB thì bạn đã sở hữu được một siêu phẩm. What the hell. Không, bắn là 3 viên là chết rồi. Trừ khi bắn ngay chân thì phải 4 viên thôi. Chứ ngay người là đảm bảo 3 viên là đi. Ê, cái gì vậy? Hai đứa nè. Xui. Bắn ai vậy? Ngon. Thằng nào chỗ khói này vậy? Yeah. Nó bắn người rất khỏe nha. Ngay đầu thì thôi. Chắc là dép đầu cũng đi luôn á. Nó chắc mình nghĩ nó còn mạnh hơn cái AK đó. Đi 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 đi. Quá hay. Một viên này. Chết rồi. Chết.
chim người ta mau. Xui thôi. Thiệt này không bom được top đâu. Đấy, khẩu này mới mua bắn. Cái gì thế? Mặt cắm. Đúng 3 giây nữa. Thôi rồi. Phải. Đâu rồi. Trời. Lại gần là không thể nào mà xấy được cái khẩu này luôn á. Ghê vậy cái ba. Nè, súng này nạp đạn mất luôn. Gì vậy? Chạy. Nó mạnh nhưng mà nó ghê thế. Thôi, đây nè. Đồ vãi thế. Gì vậy? Ha, bắn được nó đầu tiên, còn mấy đạn kia nó lạc đi đâu không? Khẩu này là không thể sấy luôn á. Thật luôn. À, bắn kiểu từng viên thì sao mà ăn lại tụi nó. Tới 4 phút một lần hả? Tao muốn hết trận nhanh chứ tao. Ôi, súng này súng nhắm rồi. Cạn lời. Ê, cái gì vậy? Ai bắn tôi á? Con này. Hình như một viên vào người là. Cái gì mà F12 ghê vậy cha. Hết hồn luôn á. Bắn cực khó luôn. Bắn sao lại mấy khẩu này. Lại hơn đục thùng được nó. Ấy cầu ơi, bị ăn thôi. Trời ơi, thằng này bắn 92 máu rồi. Thì chưa. Cái ông chọn bắn một cây. Trời ơi, hồi sinh. Xui quá. Tám hai máu, hai viên. Cứ một viên là tầm 40-45 máu. Rồi bắn nó vậy nó không mất máu luôn. Trời ơi, ông nội ơi. Trời ơi. Mày tính lại. Nãy giờ nhỏ không rồi đó. Súng mát khắm. Thề. Chỗ bơm nữa. Thôi.
mình. Trời ơi, nhắm rồi. Trời ơi, bà nội ơi. Hãy giờ luôn. Thứ bị hồi sinh giết thôi. Mình mang cái cặp súng lục vô cho nó súng cổ luôn mà. Cóp này cũng súng cổ gì. Ừ, còn một phút nữa hết trận đây. Gì vậy? Gì vậy? Hey. Hơn. Âm mạng. Không tin được luôn. Đợi đợi đợi. Cái gì vậy? Tự nhiên cái mấy bà nội kích top là sao? Thấy bạn không? Đứng gần không thể nào mà bắn được với nó luôn. Cản lời. Mission complete.